Hello mọi người nhé. Hôm nay thì Toản lại giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm tiếp tục lại về tiếp. Thời gian vừa qua thì cái mặt hàng này nó bị hết hàng mọi người. Thì nay lại có hàng lại và Toản sẽ giới thiệu qua cho mọi người một cái sản phẩm như thế này. Trong những video trước thì Toản cũng đã nói về cái công năng của nó rồi. Đây là một cái máy mài xích chạy điện 220V và chúng ta đặt ở trên cái mặt bàn. Bây giờ đây là Toản vừa mới bóc hộp ra thì Toản sẽ giới thiệu cho mọi người đây. Đây là cái cách mà chúng ta sử dụng. Đây là một cái máy mài xích mà chúng ta có thể là đặt ở trên cái bàn. Chúng ta có thể là về làm một cái giá đặt ở trên một cái giá nhỏ thôi. Vừa bằng khoảng tầm cỡ hai bàn tay thôi, đặt treo lên trên cái tường. Đó, ví dụ đây là cái bức tường, chúng ta có thể làm cái giá. Đó. Nó xòe ra ngoài một chút xíu như thế này. Và khi chúng ta thao tác thì chúng ta sẽ đặt cái cọng xích lên. Cái lắp ráp máy thì nó sẽ có những cái phần rời như thế này nha mọi người. Đó, đây là một cái bộ đế rời. Thì chúng ta đặt vào đây, lắp vào đây. Và cái phần chỉnh thì chúng ta để ở phía bên tay trái. Chúng ta vặn cái này vào thôi. Rất là đơn giản. Vì cái máy này thì trọng lượng của nó rất là nhẹ. Và cái vòng tua của máy nó cũng không có nhanh. Rất là nhiều anh em chưa có dùng thì lo là nó sẽ bị cháy mũi xích này. Rồi chạy nó có bền hay không. Thì cái động cơ này là cái động cơ chạy điện 220V thì nó rất là bền. Và bên mình là bán hàng là sẽ có bảo hành cho anh em. Thì khi mà anh em mà gặp cái sự cố về máy thì anh em có thể là gửi ngược lại và mình sẽ giúp anh em sửa chữa, thay thế phụ tùng. Hoặc là mình sẽ gửi đi công ty bảo hành cho mọi người. Và đây là một cái sản phẩm mà mình đã bán rất là lâu năm rồi. Hiện tại thì những cái sản phẩm này mình đã bán được khoảng tầm 4-5 năm. Thì sản phẩm bán ra thì tính bằng ngàn sản phẩm các mọi người. Đó, chứ không có ít. Và đây là một thùng này là 8 chiếc. Và bên này, em quay đây cho anh. Đây là, còn đây là 4 thùng. Bên kia 2 thùng nữa là 5 thùng. Cộng đây là 6 thùng. Thì sản phẩm về thì mình cũng giới thiệu sơ qua để cho mọi người cùng nắm bắt được cái sản phẩm mới và cập nhật lại cái giá tiền. Thì hiện tại các sản phẩm này thì mình đang bán với giá là 750. Đó, nếu như anh em mua ở trong tháng này thì mình sẽ bao ship cho anh em. Đó, trong tháng này mình sẽ bao ship tận nhà cho anh em. Nếu anh em nào mà chuyển khoản trước thì Toản sẽ khuyến mãi tặng kèm thêm một cái lưỡi này nữa. Còn nếu như anh em mua sản phẩm và gọi là nếu như mà muốn mua thêm lưỡi thì lưỡi bán riêng sẽ là 55.000. Còn bán đi chung theo máy thì mình sẽ tính là 50.000 nhé. Và đây là cái sản phẩm khi mình cắm điện 220V thì nó quay rất là êm. Và bây giờ mình sẽ đi ra mình cắm điện thử luôn và mài thử cái xích này luôn cho mọi người cùng xem nhé. Đây, bây giờ thì Toản sẽ cắm điện vào cho mọi người nghe tiếng máy này. Đó, khi chúng ta bật máy lên đây. Rất là êm. Máy đang chạy nha mọi người. Đó. Tắt này. Đó, cái chớn của nó rất là tốt. Bật. Đó. Khi chúng ta mài thì chúng ta đặt căn chỉnh vào đây. Đây là cái bộ phận mà chống nó đẩy cái mũi xích và chúng ta chỉnh ở như thế này. Đó, tay chúng ta thao tác ở đây. Đợi từ từ cái này. Rồi. Chúng ta sẽ chỉnh nhá. Cái độ này thì chúng ta sẽ để khoảng tầm cỡ 30 độ. 30 độ cho nó giống với nhà sản xuất. Còn khi chúng ta điều chỉnh cái mắt xích nó phù hợp hay chưa thì chúng ta sẽ vặn ở đây. Đó, và có cái nút khóa này. Đó, như vậy là đã xong một mắt xích nhá. Và bây giờ Toản sẽ cho mọi người xem cái mắt xích nó có bị mòn nhiều hay không. Thì mọi người vừa mới thấy là nó chỉ hơi tóe lửa một chút xíu thôi, mọi người thấy không? Thì cái mắt xích này nó có bén hay không nhá. Mình sẽ cầm ở đây đánh dấu cho mọi người xem này. Đây. Đó, mọi người thấy không ạ? Đó, nó mài một cái cạnh ở trên đỉnh này, một chút xíu ở trên đỉnh này thôi. Đó, nếu mà khi chúng ta cái xích mà nó bị không đều, chúng ta đưa vào đây thì cái mặt này thấy không? Cái mặt này nó sẽ rất là thẳng. Đầu tiên là cái mặt này, cái đường này nó thẳng nhá. Rồi cái đường cong này, đó, nó sẽ lấy đều cho mọi người. Nó sẽ lấy đều. Nó không có bị, đó, nó không bị quá dài mà cũng không bị quá ngắn. Cái máy này thì có thể là mài được tất cả các loại xích. Đó là chúng ta vừa mới mài cái mắt xích ở phía bên tay trái. Đó, thuận theo thao tay. Còn khi chúng ta muốn mài cái mắt xích bên phải này thì anh em hỏi mà thế phải quay ngược lại hay là sao? Không, không cần quay ngược lại.
mọi người chỉ cần đảo chiều bên này, xoay cái đế này sang 30 độ phía bên tay ngược lại. Đó. Thì bây giờ mình sẽ mài xích cho mọi người nhé, cùng xem nhé. Đây, tức là mình đang làm ở đây, tức là cái chỗ này nó không, mình chưa có đặt vào cái chỗ vị trí cố định, nên là mình sẽ phải, một tay mình sẽ phải lựa và mình giữ. Chứ còn nếu khi mà mọi người đã cố định cái máy lên cái bàn rồi thì chúng ta chỉ cần để ý đến cái tay phải sập cái này xuống, tay trái chúng ta điều chỉnh cái xích kéo tới kéo lui này thôi. Đó, bây giờ thì mình sẽ mài cái xích bên này. Đó, mọi người thấy này, mình đặt cái máy này vào đây thì tức là hiện tại là cái máy nó là 30 độ, nhưng cái mắt xích này rũa nó chưa trúng chuẩn 20 độ, à chưa chuẩn 30 độ. Thì tắt đi. Thì mình sẽ sửa lại cho nó thành 30 độ luôn nhé. Nào, bây giờ mình sẽ bật máy lên. Rất là êm. Đó, rất là chuẩn luôn mọi người. Đó. Rồi, cái cách làm nó rất là đơn giản luôn. Đây mọi người thấy này. Đó, cái mắt xích nó sẽ có cái hầu tròn. Cái hầu rất là tròn đúng không ạ? Đó, hầu tròn và nó rất là bén. Đây mọi người thấy cái mắt xích này hồi nãy là khi họ rũa nó không có chuẩn. Thì quên lại luôn, đúng. Đó, mọi người thấy nó rất là đều luôn nhé. Nó rất là đều. Rồi, nó rất là đều. Trong cái mắt xích này mọi người thấy không ạ? Đó, nó sáng đều lên. Và cái hầu này nó rất là tròn. Rồi, đây là một cái sản phẩm mà mình thấy là anh em đã sử dụng và mua rất là nhiều. Mình đã review rất là nhiều cái video rồi. Thì khi cái sản phẩm này có thể hạ hầu được luôn. Hạ cái hầu này thì mọi người để về số 0 độ như thế này nhá. Đó, mọi người điều chỉnh cho cái phần chống, điều chỉnh cái phần này nó ngay về cái phần cái hầu nhá. Đó, vặn con ốc này, điều chỉnh cho nó về cái hầu này. Đó, mọi người có thể là đặt mài cái hầu này được luôn nhá. Đây mọi người này. Đó. Đó, vậy là mọi người hạ hầu rất là ok luôn. Thì cái công năng của máy thì nó, thứ nhất là cái chi tiết đơn giản, thứ hai nữa là công năng của nó rất là hữu hiệu luôn. Đó, anh em nào mà có sử dụng cái máy này thì liên hệ với mình trực tiếp qua số điện thoại là 0947207718 hoặc là 0941797478 nhé. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Tỏ Máy Bãi nhé. Cái máy này hiện tại trong tháng này thì mình sẽ bán là 750, nếu anh em chuyển khoản hoặc là liên hệ lấy thêm cái gì đó thì mình có thể là mình sẽ linh động và mình sẽ bớt tiền ship cho mọi người luôn nhé. Rồi, ok anh em cứ liên hệ trực tiếp nha. Cảm ơn mọi người.